Từ kiểm tra thực tế các khu vực có cột điện nghiêng, gãy, đổ trong cơ bão số 5 vừa qua. Tổng công ty điện lực miền Trung cho biết đều có nguyên nhân từ cây xanh gã đổ vào đường dây, gây lực, tác động kép bất thường, quá khả năng chịu đựng của kết cấu cột, xa xứ, dây dẫn, dẫn đến hư hỏng kết cấu hòa tầng lưới điện và gãy cột. Trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có 616 cây cột điện bị ảnh hưởng, trong đó có 304 cột bị gãy. 169 cột bị đổ, 143 cột bị nghiêng, trong số 304 cột bị gãy có 34 cột dự ứng lực và 270 cột bê tông thường. Thống kê trên cho thấy tỷ lệ cột dự ứng lực chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số các cột bị gãy. EVN CBC cũng đã tiến hành ra soát toàn bộ công tác thiết kế thi công, chất lượng vật tư thiết bị đều đảm bảo theo quy định. Công tác mua sắm cột điện được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của luật đấu thầu.